Do nào đó chưa em. chưa có rõ ràng đâu, Đúng mới là rồi, challenge khi mà thôi. quay một cái challenge nào đó thì mình sẽ chọn người bạn của mình để mình quay, tại vì mình biết chắc là nó không dính. Chứ nhiều khi gọi ngay cà rút của mình thì mình Cà ngại rút, lắm, đúng rồi, cà rút là mình rất là rất ngại, không ngại có đó. dễ dàng mà mình giỡn Câu hết chuyện gia đình này chưa thuyết đâu. Mà con bé này đang ăn dữ gì phục. ta. Ăn quá, Em ăn ơi, quá em có nữa. thể là mình tạm gác Không, kiếm, em gác dao, gác nĩa là mình tập đang trung di tập chuyển trung lắm nghe mọi người rồi. sao nhé, mọi người nói tiếp đi ạ. Thì cổ cũng có thể là cổ thử lòng cái bạn này như thế nào thôi, chứ cổ thích thiệt. Nhiều khi là cổ cũng thả thính, bỏ bỏ nhẹ cái thính vô đó để gõ ngõ cho anh, để anh biết Thì là em đó cũng là ý của nam em thôi, nhưng mà thường thường nha, sao cũng crush rồi à, Suzy chắc cũng crush rồi, thường đối diện với crush mình rất là ngại lắm, run, rất là ngại lắm, ngại, mắc cỡ đúng rồi, mắc thời cỡ. đại Nhưng bây mà giờ. sao muốn hỏi bạn nè là có mối quan hệ này đó, lúc đầu tiên là trở thành bạn thân trước rồi mới thích, hay là thích xong rồi bắt đầu hai đứa mới làm bạn? Ừ, thích xong em mới tới làm bạn. Đó, thích Thích xong mới nhưng mà làm chỉ bạn, mỗi mình mỗi em đây thích thích thôi, thôi. và từ trước tới giờ là càng ngày càng làm bạn càng thân với nhau đúng Đúng không? rồi. Tôi cũng có một cái người em có cái tình trạng y chang vậy nè, kiểu như hai người thân thiết tối ngày nói chuyện nhau vậy đó, chứ không có là cái gì hết trơn á, nhưng mà thật sự thích nhau. Cái tối ngày cứ hỏi tôi giờ làm sao, giờ làm sao, giờ làm sao. Cuối cùng bây giờ xe duyên hai đứa quen nhau rồi. Đó, có nghĩa là cái Rồi trường hợp có này y luôn đây, bà mối xe chang duyên luôn. em Đó, liền nam anh luôn, luật sư bào chữa, chúng tôi là luật sư bào chữa cũng có trường hợp đó, công nhận là cho. có trường hợp Có đó, nghĩa là là nhiều khi hai hai bên người ngại. Em lại nghĩ không, tại vì bạn thân á quá hiểu tính nhau cho nên rất là khó quen nhau. Thì khi mà tiến tới cái chuyện yêu á mà chưa chắc gì một cái người kia yêu lại mình nữa, thì nhiều khi mình tỏ tình ra người ta không chịu, xong lại bị cái ngại giữa hai người là chết rồi, tự nhiên giờ nó thích mình rồi, mình không, tự nhiên cái gặp mặt nó bị bị ngại liền ngại. luôn, ngại liền luôn. Hồi nãy giờ mình chơi cái trò chơi giải mã hình thể để coi cái body hình thể của anh này như thế nào, thì hồi nãy giờ của chị em thấy được như thế nào không? Giải mã hình thể thì anh này cho thẳng nha. Trời ơi, show này là thẳng hết đó. Ủa nhìn đâu ra chữ Ừ. thẳng với cong, rồi chỉ tôi nhìn chứ. Thôi, Không nụ em, nụ cười em trả duyên, lời. nụ cười duyên. Nè, theo chị thấy là bạn này rất là vui tính và cũng rất là hòa đồng với mọi người, chơi sao cũng chịu chơi tới bến hết, và cũng rất là ga lăng với con gái. Nếu mà nhìn phong cách đó thì nhuộm tóc rất là chất nè, rồi đeo đeo bông nữa, kiểu rất là cool ngầu, và mang mặc đồ thì là áo sơ mi quần tây, nhưng mà lại mang giày sneaker, thì thấy bạn này rất là kiểu phá cách và rất là sống trẻ luôn á. Bad Cho nên là boy, em bad ơi, boy, em ơi, em có từng lái phi con lái máy sao bay cái tập nào cũng thấy cái bà là chịu. Được Sáng rồi, không chị được rồi, nào. được rồi chị tém tém này chứ không có kiểu Không, em với muốn ngoại lớn hình chị như vậy rất á em nghĩ là gu của bạn là rapper. Rồi nói chứ trả đồ Thôi cho đi về trai luôn mặc đi, chứ đồ vô đi ăn rồi đi giải mã tình yêu rồi đi nè. luôn đi, đi Trời ơi, ăn giải luôn mã đi cho tình yêu rồi mà đi. quá là nhây rồi. Bây giờ trước khi vào giải mã tình yêu mình cùng với nhau một cái nè. Vô. Vô nè. Ăn nhẹ nhẹ đi, chúng ta sẽ tiếp. Rung tay, anh đó rung tay. Ủa mà da lông trên năm chín mấy? Là 2000. Bao Sinh năm bao nhiêu? nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000. Cảm ơn. Thì có 2000 hả? Chuột giống đây, 96 luôn nè. Ngon, hai Ủa cái bên hai. 93, Hai anh cái K2 hai. hả? À. À đúng rồi, em 2000. Vậy là em phải kêu chị rằng bằng em á em nha. Tuổi tác không quan trọng, sinh viên ngành gì em? Thì em có một câu chuyện muốn kể. Là em có một người bạn khác giới. Quen lần đầu tiên mà em gặp bạn đó là vào năm 11. Năm 11 là sao? Năm Năm lớp học lớp lớp 11. 11. Nam nữ, nam nữ. Nữ nữ ta đã nói là khác giới rồi.
thì cái rung động đầu đời nó rất là mãnh liệt. Ừ. À, còn cái hashtag người thứ ba là sao? Là bạn đó là đã có bồ hay chưa? Em thì cảm nhận được là có, nhưng mà bạn nó thêm như em hỏi là chưa công khai có, đúng không? Đúng chưa rồi. Công khai. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp nữa là bạn đó không thích em. Em có cái kỷ niệm sâu đậm nào mà em có thể xác định là bạn này cũng có rung động có với em không? Em cũng cảm như nhận thế nào? Là kỷ niệm bạn này gì? Ờ, trên mạng á thì có cái là thử là tỏ tình với lại thằng bạn coi là sẽ như thế nào. Thì lúc đó bạn nó cũng quay bạn rồi. Chọn em để tỏ tình thử rồi. Cho thì vui thử. Và lúc đó tự nhiên hỏi đến câu là à cái trend nó là như thế này, nếu như một ngày mà tao đánh mày thì sao, thì tao sẽ đánh lại. Nếu như mà một ngày tao ăn đồ ăn của mày sao, thì tao sẽ ăn lại. Nếu như một ngày tao thích mày sao, tao thích mày lại. Ờ thì lúc đó em lại không trả lời là tao thích mày lại, nhưng mà em trả lời là nói gì vậy, tác cái đầu làm cái đó nó không, cái này chưa chứ thích người một. Ta rõ ràng là người ta nhiều có thích lại như em mà. Khi mà quay một cái challenger nào đó chưa có rõ ràng đâu. Đúng mới rồi. Là challenge khi mà quay một cái challenge nào đó thì mình sẽ chọn người bạn của mình để mình quay. Ừ. Tại vì mình biết chắc là nó không dính, chứ nhiều khi gọi ngay cà rút của mình thì mình cà ngại lắm. Đúng rồi, cà rút là mình rất là ngại, rất ngại. Không có thể dễ dàng mà mình giỡn câu chuyện này chưa thuyết phục. Bạn bé này đang ăn dữ gì ta. Quá, em ơi em nữa. Có thể là mình tạm gác kiếm, gác dao, gác nĩa là mình tập trung à, không em đang tập trung nghe mọi người sao nghe mọi người nói tiếp đi ạ. Thì cổ cũng có thể là cổ thử lòng cái bạn này như thế nào thôi. À. Chứ cổ thích thiệt, nhiều khi là cổ cũng thả thính, bỏ nhẹ cái thính vô đó để gõ ngõ cho anh để anh thì đó là ý của nam em thôi. Nhưng mà thường nha, Sa cũng crush rồi, Suzy chắc cũng crush rồi. Thường đối diện với crush mình rất ngại là rung, rất là ngại. Mắc cỡ. Đúng rồi, mắc cỡ. Nhưng mà sao muốn hỏi bạn nè là có mối quan hệ này đó, lúc đầu tiên là trở thành bạn thân trước rồi mới thích, hay là thích xong rồi bắt đầu em mới đưa mới làm bạn? Ừ, thích xong em mới tới làm bạn. Đó, thích xong thích, mới làm bạn. Nhưng mà chỉ mỗi mình mỗi em đây thích thôi. Và từ trước tới giờ là càng ngày càng làm bạn càng thân với nhau đúng không? Rồi. Tôi cũng có một cái người em có cái tình trạng y chang vậy nè. Kiểu như hai người thân thiết tối ngày nói chuyện nhờ vậy đó, chứ không có là cái gì hết trơn á, nhưng mà thật sự thích nhau. Cái tối ngày cứ hỏi tôi giờ sao. Cuối cùng bây giờ xe duyên hai đứa quen nhau rồi. Đó có nghĩa là cái rồi, trường hợp này y chang luôn. Bà mới xe duyên à, em lên Nam Anh luôn. Luật sư bào chữa, chúng tôi là luật sư bào chữa. Cũng dạ. Có trường hợp đó, công nhận là có trường hợp đó. Có nghĩa là nhiều khi hai bên ngại. Em lại nghĩ không, tại vì bạn thân á quá hiểu tính nhau, cho nên rất là khó quen nhau. Thì khi mà tiến tới cái chuyện yêu á, mà chưa chắc gì một cái người kia yêu lại mình nữa, thì nhiều khi mình tỏ tình ra người ta không chịu, xong lại bị cái ngại giữa hai người là chết rồi, tự nhiên giờ nó thích mình rồi, mình không, tự nhiên cái gặp mặt nó bị ngại liền luôn, ngại liền luôn, bị khớp sẽ mất xíu. Tình bạn. Và một cái nữa, nếu như hai người yêu nhau mà quá hiểu nhau là còn mâu thuẫn hơn nữa. Nó đi là mình biết là nó đi rẽ trái rẽ phải, mà nó dối mình một cái nhẹ biết thôi liền. Là mình lật tẩy nó liền. Cho nên có từng trải luôn chưa? Có từng trải qua, nhưng mà là một người bạn đồng giới luôn. Là một bạn gái của em hơn mười mấy năm. Đồng giới chứ không phải khác giới hả? Không, khác giới là em tránh cái trường hợp thân với nhau luôn. Thì mình chỉ nghĩ là thân tới mức mà chị em trong nhà luôn á, chứ mình không nghĩ là người ta thích mình. Xong á đùng một ngày cái người ta nói mé mé là ủa ví dụ như như giờ chơi thân nhau mười mấy năm á mà thích nhau quen nhau luôn được không? Xong cái là mình biết câu trả lời liền, mình biết là nó đang nói nó liền, là tự nhiên từ cái ngày hôm đó là mình tránh gặp. Đối với bản thân mình đi là không nên. Dạ là khả năng của chị cũng sẽ là không nên cao hơn. Không nên. Người ta mình không biết nhưng mà đối với bản thân mình thì chết rồi, nói người nhỏ anh về chỗ cảm nhận tỏ tình luôn. Từ từ mình phân tích từ từ. Đấy, để tôi tới đây sao đây bị hổ ngồi đây mà. Rồi câu chuyện của nam em sao nè? Nếu như mà có một mối quan hệ bạn bè khác giới á, thích hay không biết liền, không cần phải nói. Mà khi đã biết rồi á thì cá nhân của nam em nha, mà biết bạn thân của mình yêu mình á, say no liền cái mối quan hệ đó liền. Bởi vì không gieo cho người ta hy vọng. Còn cái này, cô gái này vẫn chịu thả thính với bạn này, có nghĩa là người ta vẫn thích. Nhưng sao không thích mấy cái người lập lửng lập lờ? Đúng rồi. Không thích thì mình có cái cách tỏ tình nó khác với những người không phải là bạn thân. Nên sao nghĩ là dĩ nhiên mình sẽ sợ cái cảnh mà mất đi bản thân khi mà mình tỏ tình. Nghe bản thân sao cũng từng có thích bạn thân của mình. Thì lúc trước mình không phải con gái, bạn nghĩ mình là con trai giống bạn thôi, cho nên mình sẽ rất là khó nói chuyện. Nhưng mà mình cũng sẽ tỏ tình với bạn đó một cách ý nhị nhất có thể. Mình ra những gợi ý này kia, tạo những cái cơ hội để tiếp xúc, để mình xem coi cái tình bạn đó nó có đi lên hay không. Cái nhận định là xem bạn này có thích mình hay không, để mình quyết định mình tiến tới luôn mình tỏ tình.
thì may thay là Sa đã biết được là không thích cho nên không tỏ tình. Vậy là cái này còn thêm một cái vấn đề nữa mới là mới thân và thân lâu năm. Ừ, nhưng mà như vậy mình sẽ giữ được cái tình bạn luôn và mình cũng hiểu được à người đó có thích mình hay không. Thì trong cái giai đoạn này thì bạn Long là giống như vậy. Thật ra cái đó dễ mà mình cảm được. Ừ, đúng cái rồi, cảm giác cảm bạn bè nó khác với cảm giác mà có thích hay không. Ừ, đúng rồi, khi ví dụ như đối phương có tình cảm với mình cảm nhận được chứ. Ừ. Còn nếu đối phương không có tình cảm mình sẽ cảm nhận được và mình sẽ chỉ cho cái mối hệ. Yeah, nếu như mà mình đã cảm nhận được chắc chắn là người ta thích mình rồi thì mình cứ tiến tới thôi, trẻ mà mình lo gì, mình tuổi trẻ mà mình cứ thẳng thắn thôi. Người ta không muốn quen thì sao? Hãy một cách văn minh nhất mình tỏ tình, không phải là kiểu sức mướt. Nếu như mày không chịu là tao khóc lóc ỉ ôi là coi như rất là ngại mình. Nhưng mà cái dòng yêu rắc rối lắm, cái dòng yêu nó lu bu dữ lắm mới có chương trình giải mã tình yêu nè. Yêu có thể làm nhiều hoặc là yêu không làm được gì luôn á. Nói chung thì tới cái mức này là thì chỉ còn chờ bạn hành động thôi chứ giờ không có yêu gì. À, là ủng hộ hành động đúng không? Ừ. Trước khi ấy mua là khoảng cái khoảng thời gian hai người như vậy đã bao lâu rồi? Năm 11 và năm nay là năm 3, gần 4 năm. Năm. Em ơi, 5 năm mình... là nó nửa thập kỷ đúng rồi đó. Mình phải tìm đáp án đi em, chứ mấy nó sẽ rất là mệt. Giới trẻ bây giờ yêu nhanh và vội yêu và cũng vội xa lắm. Đồng ý là chịu khuyên tỏ tình nha, khuyên tỏ tình. Thôi dạ, mà bây giờ em có ý kiến nè. Giờ sẵn con máy quay có mọi thứ cho bạn tập thử. Có gì mình chỉ bạn. Ở đây 4 người đều muốn em tỏ tình đó, tập luôn đi. Tập thử. Máy quay là bạn gái. Xem như máy quay là bạn gái, em nhìn vô em tỏ tình em như thế nào rồi tụi chị góp ý cho. Sao em có thể nhìn thẳng vô mặt chị nói cũng được. Nhỏ mất hứng đi em. Nhỏ bị mất hứng đó. Rồi ok em nói đi. 2, 3. Thì lần trước á tao có hỏi mày là tao. Thì đúng rồi, bạn bè hay gì. Đúng rồi. Thì tao có hỏi mày là mày có hỏi tao là gu bạn gái của mày là cái gì. Thì em kêu là thì tự tự giống như mày gì đó. Thì lúc đó mày có nói là vậy thì cùng đợi gì nữa, tao ở đây nè. Thì lúc đó tao có lỡ đánh vô đầu mày, tao có kêu là mày điên hả? Mày nói gì vậy? Thì bây giờ cho tao rút lại cái câu đó, tao sẽ nói là ok, tao thích mày. Ok, tao thích mày. Trời ơi, mới tình 2k bé ơi. Dễ nữa quá là ngon, dễ thương quá à. Giờ chị nghĩ là tỏ tình nên tao với mày nha. Nhưng mà tự nhiên bạn này nói cái giọng nó tao với mày nghe nó dễ thương. Nghe chân thành. Nghe mà muốn xào vào lòng liền. Nghe mà muốn xào vào lòng liền. Nó xích ra anh em. Cô gái ơi, chàng trai này không phải dễ mà tìm được đâu. Người ta nuôi 5 năm rồi đó, kiên trì dữ lắm. Mà bây giờ là người ta muốn nói ra rồi thì hãy chọn con tim chứ đừng nghe lý trí nha. Không, nhưng mà cô gái ơi, thật sự ra thì cuộc đời còn dài lắm, mình cứ bình tĩnh nha. Bình tĩnh trước mọi sóng gió cuộc đời. Không, chuyện gì đến sẽ đến. Tới giờ hai bé nó bật chế độ cơm nhão. Em gái à, nếu như mà em không biết trân trọng cái mối tình 5 năm với một người chân thành như thế này thì hãy để cho chị nha. Ham quá. Có một cái sự lộ liễu ở đây. Bây giờ Sa nói với bạn gái đó nha. Với một cái người đầu chín ít như chị rất là thích các bạn trẻ 2K đó, là yêu nhau một cách rất là hiện đại, mới mẻ mà cũng văn minh nữa. Và Sa thấy bạn này á là rất là kiên định trong cái việc mà yêu đương của mình. Bạn đã dành 5 năm để mà tìm hiểu em, thì tại sao mà em không thử, đúng không? Thì Sa mong là em sẽ một lần phiêu lưu cùng bạn trong cái cuộc yêu lần này nha. Bây giờ mình sẽ tới cái phần dễ thương của chương trình. Dễ thương. Đó chính là mình đoán giá tổng giá cái bữa ăn hôm nay là bao nhiêu. Thì ai mà đoán xa nhất thì là thua, thì sẽ phải trả tiền cho cái bữa ăn hôm nay. Là trai hay cô gái? Bớt khen đi em gái. Bạn thân ta đang coi chương trình đó bà. Yêu cái đẹp kỳ ghê. Ok, đoán đi. Nha, đầu tiên Sa nhận xét là món ăn bắt mắt, nhiều màu sắc đây. Màu sắc và vị cũng rất là đậm đà như là món này.
thì giá sẽ đưa ra là 1.250.000. Không hiểu sao em cặp dê nãy giờ hai người kế bên em đều nhận xét món ngon, trải bài trí đẹp, với giá cả thì em là người rẻ nhất 800.000. Bên đây khỏi nói 1 triệu. Chết rồi, tôi nghi bữa nay tôi hốt không, hàng, hốt hồi quá à. Kinh nghiệm đi ăn nhiều. Today I feel fantastic. Ôi, oh, giống nhau vậy. Su thì đơn giản thôi, ngon như sushi. 1 triệu. Giá là 1 triệu. Thôi giờ kêu tính tiền nè em ơi. Nhiều quá. Em ơi tính tiền. Bây giờ là công bố giá nha. Rồi bà đọc luôn đi. Tất cả mọi thứ cộng thêm phụ thu luôn thì tổng cộng là 1.489.000. Trời ơi, tôi gần nhất nha mấy bé. Ê, tôi với bà này hùng lại chia đôi. Trời ơi, được quá, lâu lâu mới có. Thôi chị em xin đôi thì cũng nên chia đôi đúng đi. Đúng rồi, chị em đôi. Chúng mình cộng lại đủ tiền trả. Giờ đi ăn không có tiền. Hả, không giờ, có tiền hả? Giờ anh Bình Long đi về cho chị em có trà. Thôi về. Thôi đi về đi, đi về đi. Hai đứa lại vui vẻ. Hai đứa rửa chén chắc cũng nhanh xong á. Nói chung là rửa chén làm gì đó cũng được nữa. Ê, tụi mình đi ra tụi mình uống trà sữa đi. Ở lại chơi vui nha.